Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Flan Gamer đây. Rồi, thì các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Cái BVZ2 Warrior đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào game và trải nghiệm cái phần này nhé. Thì nhiều bạn cũng chưa biết được cái phần cực kỳ hay và hấp dẫn này đâu. Thì các bạn cứ trải nghiệm cái những cái ngày này đi các bạn nhé. Đây, những cái ngày, cái map mà mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn đây này. Đấy, các bạn cứ trải nghiệm dần dần và từ từ đi nhé. Đấy, rất nhiều map cho chúng ta trải nghiệm luôn các bạn này. Đấy, rồi còn cái phần mà chúng ta mà mình giới thiệu video này đây các bạn này, mình giới thiệu video này cho các bạn đây, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái đây, đấy, nó ở cái này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn nhìn thấy gì chưa, nhìn thấy tay mình chỉ nhá. Các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn sẽ chọn này này. Đấy, các bạn chọn bất kỳ map nào các bạn chơi nhá. Đây, đấy, nó hay ở cái chỗ đấy các bạn nhé, không phải là chúng ta đập bình đâu các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào cho các bạn chơi cho các bạn một màn cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn đã thấy gì chưa? Thì ở đây cái bản BVZ2 Quadrio nhá, nó được mod cái map của bên BVZ1 các bạn quốc tế các bạn này. Đấy, giữa là nước các bạn nhé, cũng như cái ải mà bãi biển đấy, bãi biển BVZ1 quốc tế đấy. Còn ở trên hai trên bờ đấy, một nó là kết hợp sự của mod ở đây nhé. Đấy, còn đây là Dark Age. Rồi, chúng ta sẽ chọn Sunflower để chúng ta chiến đấu nhé. Cái này là cái gì đây? À, đèn nè các bạn ạ. Đèn để chúng ta có thể bật sáng khi chúng ta chơi trong bóng đêm nhé. Rồi, cây cối ở đây thì nó lại toàn cây của BVZ2 quốc tế các bạn nhé. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy, lạ ở chỗ đấy các bạn ạ. Rồi, và chúng ta sẽ chọn những cái cây mà chúng ta đây chắc chắn phải có cây sen súng xiếc xiếc đầy đủ các bạn nhé. Rồi, phải chọn súng nữa các bạn nhé, phải chọn súng. Thì đây các bạn thích lựa chọn con nào flan nào cũng được nhé, có rất nhiều đấy. Đây, có cả flan của bên China này các bạn này. Ôi, có cả con gì này, hay thế nhỉ. Rồi, mình sẽ chọn một tên chắc chắn nó khó, sẽ rất khó nhai đi các bạn ơi. Các zombie đây rất khó luôn ý. Đậu băng đâu rồi? Cái đậu băng sẽ là rất rất tuyệt luôn, chúng ta chơi trong màn này nhé. Rồi, mình sẽ không chọn con nút, chọn hẳn cái con dưa băng nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào trận thôi. Liệu chúng ta có chiến thắng được trong màn này không các bạn nhé? Các bạn hãy theo dõi đi. Rồi, việc đầu tiên chúng ta sẽ là trồng săn vào nào. Và chúng ta sẽ có cây bút săn các bạn này, hay chưa? Đấy, rất khác biệt các bạn nhé, BVZ2 Quadrio. Rồi, và cái cây sen của chúng ta sẽ không săn thôi các bạn ạ, không mất tí săn nào. Và ở đây nó màn bóng tối các bạn ạ, nên là các bạn phải dùng cái đèn các bạn nhé. Phải dùng cái đèn để chúng ta rọi nó lên các bạn nhé, chứ không nhìn thấy zombie đâu thì chúng ta không chơi được đâu. Đấy. Rồi, zombie đã lên kìa các bạn ơi. Chết rồi, súng đâu, đã đi. Ui, bắn to thế. Ui giời, zombie đỡ sao nổi các bạn. Con này cực trâu đấy các bạn. Súng này cực hay luôn. Rồi, đặt súng ở đây cho nó dã nhé. Đấy, chúng ta thừa sức để mua sunflower các bạn. Rồi, bật cái đèn nó lên. Ui giời ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Hay chưa? Rồi, chỉ chờ zombie nó lên để chúng ta chiến thôi. Có zombie ở dưới nước rồi kìa. Cho quả dưa hấu băng lên bắn thì vui sự đàm to lắm các bạn. Các flan đây hình như là mắc liver đấy các bạn ạ. Nó đam chất lắm, mạnh lắm. Đấy. Nhạc hơi to lên là có khả năng mình phải cho nhạc nó bé đi một tí các bạn ạ. Rồi, zombie nó lên rất đông luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục các bạn phải giờ chỉ việc mua súng thôi các bạn ạ. Bởi vì ở đây những con cây săn flower chúng ta lở ra lượng săn rất lớn luôn các bạn nhé. 75 săn các bạn một lần nhé. Đấy, săn nó khủng khiếp như thế vậy các bạn. Rồi, chỉ chờ điện cho cái đèn nó lên thôi. Đèn cho nó cái sương mù các bạn ấy. Đấy, zombie nó chui xuống dưới đất này các bạn này. Cho mày quả cherry bomb có giết được nó. Ui, không giết được các bạn kìa. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thằng kia nó định đào tẩu à. Mày đào tẩu à, ghê quá.
Ui, các bạn nhìn thấy bi sút tờ chưa? Đam cực chất luôn, cực mạnh luôn. Và cả dưa hấu băng nữa nhá. Thế này thì zombie có mà sống, có chạy đi đâu cho thoát được. BVZ1 quốc tế các bạn nhá. Map thì của BVZ1 quốc tế. Nhưng ấy, nhưng ở đây thì là các flan, nó là BVZ2. Nó kỳ lạ và hay ho như vậy cho chúng ta trải nghiệm các bạn ạ. Đam thì các flan ở đây nó sẽ đam mạnh hơn các bạn nhé, mạnh hơn bình thường các bạn ạ. Chính vì thế mà chúng ta mới có thể thắng được nhé. Các bạn nhìn thấy zombie chưa? Zombie của BVZ1 quốc tế này. Đấy, nó chui xuống đất các bạn, thằng này nó chui xuống đất. Nhưng mà không thể chịu được 2 đến 3 phát đam của dưa hô băng cũng như là bi sút tờ các bạn nhé. Đấy, thì trận này chúng ta chắc chiến thắng cực kỳ nhanh chóng thôi. Và còn chờ đợi gì nữa mà không thấy zombie nào xuất hiện nữa này. Chúng sợ quá chạy hết rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy bản này hay chưa? BVZ2 Guardiola nhá. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái hình ở trên ấy, nút mình chỉ đấy, để các bạn nhấn vào cái map này các bạn chơi nhá. Rồi, chúng ta chờ zombie lên mà chả thấy còn tên nào lên nữa. Sao mà nó lặn mất hơi mất tích đâu rồi. Không thấy kết thúc màn chơi các bạn ạ. Đâu hết rồi? Màn đêm mịt mù bao vây, không còn tên zombie nào nữa mà không thấy nào, không thấy kết thúc màn chơi các bạn ấy. Vô lý và lạ lùng thế. Giờ làm sao các bạn này? Giờ làm sao đây? Mình sẽ bật lốt đèn lên cho nó xóa tan sương mù đi. Không thấy còn tên nào nữa. Phở làm phút phát cho nó máu. Ui giời, vô lý các bạn ơi. Giờ làm sao? Ôi giời các bạn ơi, mình đi cái ngày đấy bị đơ rồi các bạn ạ. Nên là mình phải vào ngày khác các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy gì chưa? Đây, mình sẽ thử nghiệm cái màn này luôn các bạn nhé. Đây, nó gọi là Emperium Romanum. Rồi mình sẽ nhấn ngay vào luôn và vào. Chúng ta sẽ vào test cái ngày này nhé. Thì đây các bạn hãy mở to mắt ra các bạn nhìn xem. Đây, hay chưa? Hình như các zombie của bên Roman các bạn ạ. Nó thuộc cái zombie mới BVZ2 quốc tế các bạn nhé. Đây, tụ họp ở đây tất cả các zombie sặc sỡ, sắc màu luôn. Nó thuộc ở cái nhóm zombie mà mới đây này. Update phiên bản mới của BVZ2 quốc tế các bạn nhé. Rồi chúng ta, công việc của chúng ta lựa chọn săn và lao để chúng ta chiến đấu trong cái màn này nhé. Cái map của nó cũng cực kỳ đẹp luôn này các bạn này. Đấy, hay chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn bất kỳ flan để chúng ta chiến đấu nhé. Zombie chắc chắn sẽ khỏe đây các bạn ạ. Nó có các zombie Medusa này, rồi các zombie cầm cái tượng này. Đấy, nó rất khỏe đấy. Thì đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn cái flan nào mà để nó đủ sức mạnh để chúng ta chiến đấu nhé. À, mình sẽ chọn không chọn con băng nữa. Con này đi. Rồi. Và ở đây thì các bạn nên lựa chọn cái con đây dưa băng rất hay luôn, làm chậm tiến độ của các zombie nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ vào trận và chiến đấu trong cái màn này thôi. Đây, việc đầu tiên của các bạn là trồng săn và lao nhé. Ôi, cái này nó phải mua bằng 75 săn này các bạn ạ. Không có không săn như chúng ta đã tưởng đâu. Và mỗi lần chúng ta nhận được 50 săn nhé các bạn nhé. Trong cái bản BVZ2 Warrior này, chúng ta sẽ nhận được 50 săn khi chúng ta chơi. Cái này mua mất 75 săn các bạn nhé. Không có đồ miễn phí cho chúng ta dùng đâu. Đây, nhưng nó nở rất nhiều săn luôn các bạn ạ. Bỏ ra 75 nhưng chúng ta thu hoạch được đến 500 săn các bạn ạ. Gần 500 săn. Quá nhiều luôn nhé. Rồi, zombie đã lên rồi. Liệu hoa hồng nữa chúng ta có đốt cháy được cái zombie này không nhé. Đấy, các bạn hãy chờ xem. Chờ đợi sức mạnh của nó. Rồi, tiếp theo là con IMB. Trông rất đẹp luôn các bạn ạ, nhìn. Đẹp luôn, đẹp thế, cháy luôn, cháy xém luôn các bạn ạ. Cho con này xem nó có hạ được không nhé. Ồ, phải giết cái con IMB này thôi các bạn ạ. Không để nó lên thì hỏng, hỏng hết bánh kẹo các bạn. Rồi, chúng ta chỉ cần hai hàng Sunflower là chúng ta đã đủ sức để chúng ta chiến đấu nhé. Ôi, không giết được con IMB các bạn ạ. Thằng kia không giết được, nó yếu quá. Chắc chắn mình phải dùng dưa băng rồi để cản phá các zombie này thôi. Ui, dưa băng đàm to thế. Quá khủng khiếp luôn. Làm sao mà zombie chống lại được cơ chứ. Đấy,
mà này cực hay luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn hãy nhanh chóng mà tải, bạn nào mà chưa tải về thì nhanh chóng mà tải để chúng ta vào trải nghiệm nhé, rất hay luôn. Không chỉ có những cái map ở ngoài nhé, Adventure đấy các bạn ạ, mà trong đây chúng ta cũng có map để chúng ta chơi các bạn ạ. Không phải chơi lăn bình, không phải chơi đập bình các bạn nhé, như các bản BVZ2 quốc tế thì chúng ta vào đây chúng ta đập bình, nhưng ở đây thì chúng ta không đập bình các bạn nhé, vào chúng ta chiến đấu như là những chiến binh bình thường nhé. Chọn flan để chiến đấu với các zombie. Ôi thôi, mãi chém gió các kiểu lên là các zombie lên. Ui giời, thằng này trâu đấy các bạn này. Thằng đầu đội mũ này các bạn này. Ui, trâu thế. Min lửa không giết được kìa. Liệu hoa hồng có đốt cháy không? Ui, cũng không ăn thua các bạn nhé. Kinh chưa? Nó trâu chưa các bạn, nhìn thấy gì chưa? Quá trâu chưa? Sẽ đóng băng toàn tập. Hay, mình may mà mình dùng được cây băng đấy, chứ không thì không ổn các bạn ạ. Chắc chắn là sẽ thua rồi các bạn. Nó lên rất đông và nhanh nhá. Vừa băng vừa lửa kết hợp các bạn ạ. Ui zombie trâu thế. Đà mãi không chết kìa. Bắn mãi không chết luôn. Quá trâu luôn. Tiếp tục lại đóng băng. Con zombie này nó vừa đi bước ra từ vũng lửa các bạn ạ, nên không thể đóng băng được nó. Tiếp tục hoa hồng đốt, sẽ đốt chết nó. Ok. Lại có thằng hóa phép thuật nữa các bạn ạ. Con zombie đây này. Đấy, thầy phù thủy các bạn nhé. Nó hóa phép. Dưa băng chúng ta mới tải được các bạn ạ. Đam của nó cũng trâu đấy các bạn ạ. Các zombie đây cũng quá trâu đấy. Ôi, nó đông quá các bạn ạ. Mình phải dùng cây băng này thì mới hạ được nó nhé. Phải cho nó đóng băng tạm thời. Rồi, phờ lan phút phát ra nào. Ui giời, toàn những chùm dưa hô băng to đành luôn mà cũng không hạ được nó luôn, ghê thật. Zombie gì mà ghê thế. Trong trận này các bạn phải biết cách chọn lựa flan đấy. Mình chọn flan này cũng không phải là hay đâu các bạn ạ. Zombie nó quá khỏe luôn và rất đông luôn các bạn nhé. Nhìn thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa, nó lên như là một đội quân tàn bạo luôn các bạn ạ. Gần hết rồi, mình cũng cản phá được gần hết rồi mà sao mà đến bây giờ cũng chưa hạ được nó này các bạn này. Nó vẫn lên thôi, tiếp tục lên các bạn ạ. Vẫn đông lắm. Cây băng của chúng ta cũng không thể hạ được nhé. Dưa băng của chúng ta đam flan food cũng không thể nào mà giết được hết các bạn nhé. Những cái con zombie đầu đội mũ sắt này các bạn ạ, nó trâu lắm. Rất khỏe. Rất khỏe các bạn nhé. Đây, mình sẽ dùng cái này để giết nó, giết tạm thời nó ra các bạn ạ. Nó lên mạnh quá, mình không thể nào mà cản được rồi. Phải dùng cái này mới giết được các bạn. Ôi giời. Vậy. Thực sự là cái trận này mình chơi cũng hơi bị dở một tí các bạn ạ. Mới đầu mình cứ tưởng là nó đang khỏe, giết được zombie bình thường thôi các bạn ạ. Còn những con zombie nó có cái bảo vệ này các bạn này, nó khỏe lắm. Chúng ta không thể nào mà đam được vài phát mà chết được nhé các bạn nhé. Dơ băng của chúng ta 500 nhưng mà cũng không đủ sức các bạn ạ. Min lửa các bạn này, nhìn min lửa của chúng ta cũng chỉ tiêu diệt được các zombie bình thường thôi. Còn zombie khó đấy, zombie đội mũ đấy, thì chúng ta không thể nào tiêu diệt được nhé. Ok, thì hôm nay mình đã review cho các bạn cái bản BVZ2 Warrior nhé. Một cái map chơi cực kỳ mới mẻ cho chúng ta trải nghiệm. Thì nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Flan Gamer nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn chơi game vui vẻ.